Thưa quý vị, hiện nay ST25, loại gạo từng được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới đang bị mạo danh tràn lan trên thị trường khiến cho người tiêu dùng rơi vào ma trận. Không biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ cần đến bất kỳ đại lý gạo nào hay lên các trang thương mại điện tử là có thể mua được gạo ST25 với nhiều mức giá khác nhau. Đã đến lúc cần phải có một quy chuẩn canh tác và siết chặt quản lý để dòng gạo này giữ đúng được chất lượng, tạo nên thương hiệu cho gạo Việt Nam. Không bao bì, không nhãn mác, loại gạo này được ghi bảng là ST25 và bán với giá 35.000 đồng 1 kg. Ở một cơ sở khác cũng có bán gạo được cho là ST25 nhưng chỉ bán với giá 25.000 đồng 1 kg. Thậm chí tại cơ sở này, gạo được ghi nhãn mác là đặc sản Đắk Lắk và chia nhỏ ra các túi 5 kg, 10 kg, sau đó gắn nhãn là ST25. Bao lớn 50 kg rồi anh phải xớt ra bao nhỏ nhỏ, anh phải gắn tên nó vô, anh mới biết gạo đó anh bán là gạo ST25. Gạo ở đây mình lấy từ đâu anh nhỉ? Gạo ở đây lấy ở Gò Công. Trên các sàn thương mại điện tử, gạo ST25 cũng được rao bán tràn lan với nhiều mức giá từ 20.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, các cơ sở phân phối chính thức gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua khẳng định là chưa đăng ký bán sản phẩm gạo này trên các trang thương mại điện tử và giá của gạo ST25 là 34.000 đồng 1 kg. Cái bao bì của chú Cua làm ra nó chỉ là túi 5 kg, nó không có túi 10 kg. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nó phải từ cái mỹ quan, cái hình ảnh màu sắc của bao gạo, nó từ cái hình ảnh truyền thống của ST25 là nó có xanh vàng trong đó. Tất cả đều có gắn cái logo của do cái tổ chức thương mại lúa gạo toàn cầu cấp cho sau khi đoạt giải. Còn những cái sản phẩm mà rao bán mà không có cái logo hình tam giác đó, thì chắc chắn là hàng giả. Mỗi năm, kỹ sư Hồ Quang Cua cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 tấn gạo ST25 với bao bì riêng biệt và đến tháng 11 năm ngoái mới bắt đầu bán lúa giống thuần chủng ST25 ra thị trường. Điều này cũng có nghĩa là nếu mua đúng lúa giống chính hãng thì cũng phải đến thời điểm này mới thu hoạch. Nhưng trên thực tế, thời gian qua đã có rất nhiều loại gạo được giới thiệu là ST25 từ nhiều vùng trồng khác nhau. Đáng nhẽ chúng ta phải làm thị trường thật tốt vì chúng ta có gạo ngon nhất thế giới, nhưng mà chúng ta lại không. Bây giờ chỉ có cái giống ST25 mà ai lấy tại giống của chỗ kỹ sư Hồ Quang Cua, công ty Hồ Quang Cua và được giấy xác nhận được trồng thì lúc ấy mới gọi là chất lượng gạo. Với hai nữa, doanh nghiệp nào muốn kinh doanh thì không có gì bằng uy tín thương hiệu. Quy trình chuẩn cho dòng gạo ST25 cần được khẩn trương xây dựng, đặc biệt là thương hiệu gạo quốc gia. Nếu không, với việc nhượng quyền sản xuất như hiện nay, chất lượng gạo ngon nhất thế giới có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu được trồng đại trà. Bên cạnh đó, cần có quy chuẩn chặt chẽ hơn trong việc quản lý, công bố và sử dụng thương hiệu gạo.